Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với kênh Trịnh Phát. Ngày hôm nay 18 tháng 10 năm 2018 và sau đây là bản tin tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam. Hôm nay giao dịch rất là giằng co ha. Ngày hôm qua tăng được bao nhiêu điểm thì ngày hôm nay hầu như là giảm cũng xem lấy hết những cái sự tích cực của ngày hôm qua. Tuy nhiên là khối lượng lại cũng không có luôn. Vậy thì nó có một cái gì đó, cái dòng tiền nó án binh bất động, không có cái sự gọi là dòng tiền nó giống như là ra hết rồi đó. Thì bây giờ là chỉ còn ngồi chờ khi nào mà ổn định vô lại thì họ cái dòng tiền nó sẽ vô lại, còn không á là phải về được cái vùng giá nó tương đối thấp thì nó có những cái dòng tiền nó vô, hoặc là một số cổ phiếu nó có những câu chuyện riêng thì cái dòng tiền nó mới tập trung vào những cổ phiếu đó. Tất nhiên trên thị trường thì 100% không bao giờ giảm hết và nó sẽ giảm 90-95%, 5% còn lại thì nó vẫn có những cái câu chuyện riêng để họ có những cái tăng giá nó khác nhau ha. Thì bây giờ chúng ta vô tình hình thế giới xem nó như thế nào. Nhưng mà trước khi vô tình hình thế giới thì mình cũng xin nhắc lại vấn đề mà các bạn có dự định là đăng ký hai cái buổi nói về cái vấn đề là mua đáy bán đỉnh, và bên cạnh đó là được sử dụng miễn phí 3 tháng phần mềm Ichimoku Trịnh Phát. Thì mấy bạn tại có nhiều bạn nhắn cho mình đó, mà nhiều khi mình đang ngồi ở máy công ty hoặc là có những cái vấn đề nó không đang ngồi trên máy nên không có gửi cho tất cả các bạn cái đường link được, và cứ thời gian trôi qua thì đôi khi nó có sự bỏ sót. Như vậy thì tất cả các anh chị nào mà có nhu cầu đăng ký, anh chị lên trên Face của mình nha. Face của mình cũng là Hồ Sĩ Hiệp luôn. Avatar của mình thì Zalo rồi Skype rồi Facebook là nó có một cái hình thôi, hình chụp ở Quốc Tử Giám, mặc áo màu vàng màu cam đó, có hình của Ichimoku. Thì các bạn có thể vô trong đó thì mình có share những cái bài viết của bên câu lạc bộ, bên bộ phận marketing của câu lạc bộ, thì có nói về vấn đề là sẽ đăng ký những cái khóa đó như thế nào. Hình như là phải gọi cho anh Bùi Dũng gì đó thì để đăng ký xác nhận trực tiếp nè. Rồi ok, chúng ta đi vô tình hình thế giới thôi. Ngày hôm nay thế giới thì tối qua thị trường Mỹ là có sự giảm nhẹ, giảm nhẹ thôi, không phải mấy phần trăm thôi. Ví dụ như Dow Jones chỉ số lớn nhất thì không phải 36%, nó cũng không nhiều lắm ha, không nhiều lắm. Hiện tại có một số thị trường vẫn đang mở cửa, châu Âu các nơi thì các thị trường nó vẫn còn xanh, vẫn giữ được sắc xanh, chứ không có gì nó đến nỗi xấu quá ha. Riêng thị trường Trung Quốc ngày hôm nay thì chúng ta thấy là rất xấu ha, rất xấu. Có nơi ví dụ như Shanghai thì giảm tới 2.9, rồi rất nhiều ha, cái mức giảm này rất nhiều. Và ngày hôm nay thị trường chúng ta giảm là cũng nó cũng là một điều bình thường đó, vì theo đồ thị thì mình thấy là Shanghai đã coi như mất rất nhiều cái hỗ trợ ha, mất rất nhiều cái nói chung là mất hết những cái người hỗ trợ và đang có dấu hiệu giảm rất nóng ha, giảm nóng luôn ha. Rồi còn các thị trường khác thì ví dụ như là Nhật thì giảm gần 1%, rồi Hàn Quốc gần 1%, đại loại nó cũng không nhiều ha, cũng vậy là cũng tương đối. Giảm so với các bữa khác thì như hôm nay cũng êm, đâu vấn đề gì. Chúng ta đi qua cái hợp đồng tương lai ha. Hôm nay mình sẽ nói thêm về hợp đồng tương lai, tức là sao, cũng cái độ chỉ số mình vừa coi cho tất cả các bạn, nhưng cái này nó sẽ nói về cái tương lai cho một phiên sau đi. Ví dụ thị trường Mỹ hiện tại bây giờ đang đóng cửa và chưa mở cửa lại thì hợp đồng tương lai đang là dấu hiệu có giảm thêm, mà cũng giảm nhẹ thôi. Đó thì chúng ta thấy được cái xu hướng mà cái nhận định của các nhà đầu tư nó đang như thế nào. Nó giống như phái sinh của Việt Nam ha, giống phái sinh Việt Nam, nhưng mà nó chạy không có giống phái sinh. Chạy cho phái sinh của mình đó là mình chạy cùng giờ ha, cùng giờ với lại thị trường cơ sở. Còn đối với người ta thì người ta chạy nó ngược giờ với thị trường cơ sở, và đôi khi là nó chạy suốt luôn 24/24 luôn ha. Nó cũng nghỉ thứ Bảy Chủ Nhật chứ có, cũng có thời gian nghỉ, nhưng mà đại đa số là chạy nhiều hơn hoặc là chạy trái giờ ha, chứ không có chạy trùng giờ giống mình. Về thị trường cái hợp đồng tương lai của thị trường Trung Quốc thì chưa mở cửa ha, chưa mở cửa. Nói chung là về vấn đề mà cái hợp đồng tương lai chỉ số của cái rổ chỉ số chính trên thế giới này cũng ổn định chứ không vấn đề gì nhiều lắm, không có sự giảm gì nó ghê gớm. Nhưng mà thực ra là sắc đỏ thì nó đang chiếm ưu thế đây, đang chiếm ưu thế. Có nhiều thị trường nó cũng giảm hơn 2%. Nói chung tình hình chung thì nó vẫn cái dư địa của vấn đề mà hai bên Mỹ và Trung Quốc vẫn đang giành nhau cái phần thắng lợi thì nó vẫn chưa có ra ngô ra khoai gì cả. Nó vẫn còn bên này đấm bên kia cái, bên kia đá bên này cái, nói chung là nó cứ lung tung lên hết. Chưa có, nói chung các chuyên gia bây giờ cũng phải đau đầu là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, cụ thể ra sao. Bây giờ nó ảnh hưởng quá nhiều mặt, quá nhiều phương diện. Rồi lâu lâu có vài cái tin vĩ mô nó xảy ra nữa, nó cũng phức tạp. Rồi, như vậy thì nói chung về chỉ số thế giới chúng ta đang thấy nó hơi xấu, Nhưng mà thị trường Mỹ thì hôm nay nó có một cái phiên, cái khả năng mình đang nhìn thấy là cái chỉ số tương lai cho thấy là phiên nó giảm nhẹ thôi chứ nó cũng không giảm mạnh ha. Nói gì thì ông Mỹ ông cũng phát triển bao nhiêu năm rồi. Tất cả các cơ chế trên toàn diện của nước Mỹ là nó thuộc dạng như là những nước tư bản mà đã gần quá độ rồi ha. Giống như Anh thì bắt đầu quá độ lên xã hội chủ nghĩa rồi đó. Thì họ bắt đầu họ tách rời ra Liên minh châu Âu. Họ có những cái tính bán riêng cho họ để họ phát triển. Thì họ là những nước mà mang tính chất là chuẩn bị bước lên xã hội chủ nghĩa đó. Còn đối với Mỹ thì bắt đầu cũng vậy. Mấy bạn thấy là Mỹ thì đang có những cái dấu hiệu họ tách ra những cái hiệp hội này, hiệp hội kia, khế ước này, khế ước kia. Nói chung họ bây giờ không muốn làm riêng thôi, họ muốn vì đất nước Mỹ thôi ha. Bởi vậy là họ cũng muốn đẩy mạnh lên xã hội chủ nghĩa giống kiểu đó. Nhưng mà khi mà đẩy lên được cái xã hội chủ nghĩa thì chúng ta phải là đã hoàn thiện gần như 100% về tư bản chủ nghĩa ha. Tức là về cuộc sống, an sinh, xã hội, y tế, ABC, chứ không đơn thuần ha. Không đơn thuần chỉ nằm ở cái vấn đề một mặt kinh tế nào đó. Bạn mạnh thì bạn có thể đẩy lên được ha. Nó chưa đủ thì chưa đẩy được, nó sẽ bị lụm cụm lên. Về dân trí, về này, về kia đại loại ha. Tin thế giới ngày hôm nay thì chúng ta thấy là nhà đầu tư tháo chạy khỏi chứng khoán Trung Quốc. Và chứng khoán Trung Quốc giảm xuống đáy của 4 năm. Tức là 1-2 năm, 3 năm gần đây là thủng hết rồi đó. Bây giờ chuyển qua muốn thủng luôn cả 4 năm ha. Rồi xuất khẩu của Nhật thì giảm ha. Nhật thì lần đầu tiên là xuất khẩu nó bị giảm từ năm 2016. Cái này thì Việt Nam tụt 3 bậc rồi, ngày hôm qua có nói rồi. Rồi Mỹ là chuẩn bị dùng cái cớ là Trung Quốc nó sợ Trung Quốc nó lợi dụng, bây giờ là Mỹ muốn rút khỏi liên minh bưu chính quốc tế. Cái này phải nghiên cứu về cái phần vấn đề liên lạc đây nè, nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng lắm nha, chứ không phải giỡn ha. Rồi du khách Thái Lan thì tiêu tiền nhiều nhất khi tới Thái Lan, tức là du khách thế giới châu Á ha. Nói chung là du khách mà đi du lịch thì tiêu tiền ở Thái Lan là tiêu nhiều nhất. Tức là người chứng tỏ Thái Lan rất là khéo ha, một trong những cường quốc sau này ha. Giờ ví dụ như mấy bạn có thể thì qua Thái Lan mua cổ phiếu bên Thái Lan để lại, giống như người ta mua cổ phiếu của Việt Nam mình mua cũng được, không vấn đề gì cả nha, không có gì cả. Rồi cũng xin chia buồn với lại các nạn nhân tại trong cái cuộc xả súng của trường học tại Crimea. Crimea này bây giờ thuộc của Nga rồi ha. Ok, cũng không có gì nhiều hết cả, chỉ vậy thôi. Nói chung là xoay quanh vấn đề đấu tranh thương mại thì kia mọi thứ. Chúng ta đầu tiên đi vô thị trường Dow Jones thử ha, xem Dow Jones nó làm ăn ra sao. Cái này đúng okay. Rồi Dow Jones thì ngày hôm trước tăng ha, ngày hôm nay thì mở cửa. Bạn thấy là mở cửa thì cũng có tăng lên đỉnh cái đầu nến đó. Rồi trong phiên thì cũng có giảm xuống thấp ha. giảm xuống về mức 25.500. Và sau đó thì đóng cửa thì mang đến chất là trên 1/2 thân đến của phiên tăng hồi hôm trước. Như vậy thì chúng ta vẫn có một cái gì đó mang đến chất trạng thái tích cực đối với trường hợp của Dow Jones ha. Thì nhìn Dow Jones như thế này thì chúng ta thấy ở phía dưới đây nó đang có cái hỗ trợ ngay chỗ 25.562. Khu vực này thì khả năng phiên tiếp theo nó cũng không thuộc cái khu vực này đâu. Đó là cái theo cái nhận định của mình ha. Nói chung là cũng đến nổi. Nếu mà đã dự như vậy thì theo kỹ thuật mình phải tốn thời gian nữa mới có thể thủng được. Thì như hôm trước mình có nhận định thì chúng ta sẽ cần bao lâu đây? Chúng ta sẽ mất thêm cỡ 1-2 ngày nữa nha. 1-2 ngày nữa thì tiếp tục là Dow Jones nó lại có những cái tương đối tích cực ha. Nó cũng mang tính chất tích cực thôi chứ chưa có xấu. Ví dụ như trong vòng sau 2 ngày tới thì Dow Jones nó vẫn cố gắng giữ ở cái mức mình đang nhìn thấy là 25.937 ha. Ví dụ như phiên tối nay nó có giảm chút xíu rồi phiên tiếp theo, phiên sau nữa thì cái khả năng nó cũng hướng của nó lại giật lên cái phía 25.937 chứ cũng chưa có những dấu hiệu mà nó sẽ đi tung tăng vượt qua cái mức 25.241 này đâu ha. Nó chưa có dấu hiệu muốn cắm xuống liền. Phải thêm thời gian nữa may ra nó mới có muốn cắm hay không mà cắm. Còn hiện tại bây giờ nó đang có hỗ trợ rồi. Tiếp theo là Hang Seng, mình coi hai thị trường đó ha. Bữa coi hơi nhiều nó cũng hơi mất thời gian của tất cả anh chị nha. Coi chủ yếu Nhật Bản với lại Trung Quốc, nhưng mà mình lựa hai cái chỉ số mà nó lớn, toàn là 20 mấy ngàn điểm không ha, lấy ra ha. Thì ngày hôm nay Hang Seng thì vừa đóng cửa rồi ha, 25.399 ha. Sao mà nhớ hôm nay giảm nhiều mà ta. Để mình coi thử nha. Trong trường hợp mà nếu đúng như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta có khoảng cỡ 3 đến 4 phiên giao dịch đổ lại ha. Thì cái thị trường Trung Quốc nó vẫn còn gượng ở trên cái khu vực này ha. Và nó có xu hướng là tăng lên về cái phần gap này quanh ngay chỗ 25.950, tức là chúng ta sẽ có khoảng 3-4 phiên giao dịch để cố gắng là kéo lại, người ta gọi là hồi trong bao nhiêu phiên. Có nghĩa là bên mình thì Ichi nó sẽ có khả năng tính được cái đó, nó tính ra con số, nhưng mà cái chuyện đúng hay sai thì chúng ta cũng tùy tình huống ha. Nhưng mà xác suất thì cũng có đúng có sai chứ không phải là sai không đâu ha. Mình coi được Hang Seng kết nha, 25.399. Đúng rồi, đúng số rồi ha. Đúng số của nó luôn, 25.399. Thì vậy là ý chang những gì mình đang nói ha. Nói chung là sau có những cây thì nó vẫn đang test trên cái vùng hỗ trợ này thôi, nó cũng chưa thủng thì cũng chưa có gì phải lo lắng cả. Như vậy thì nếu như mà nó có những cái thị trường mà nó có những cái nó lụng luôn cái mức giá 25.145 đối với trường hợp của thị trường Trung Quốc ấy, chúng ta cũng nên cẩn thận củi lửa ha. Rồi. Tiếp theo là giá dầu là CL đúng không? Đối với giá dầu thì chúng ta thấy là nó đã có một phiên tiếp theo nó gãy dưới cái mức hỗ trợ ha, gãy dưới cái mức hỗ trợ 70.23. Thì trong vòng 1-2 phiên nữa thì nó sẽ lấy lại, thôi. 1-2 phiên nữa nó sẽ lấy lại thôi, chứ nó không đến nổi đâu. Nếu như mà nó ngày hôm nay mà nó đóng cửa mà không dưới mức 69.5 đô một thùng thì chúng ta thấy là nó sẽ lấy lại, và tăng lại trong vòng 1-2 phiên, chứ không đến nỗi là sẽ giảm tiếp ha. Khu vực 69.4 này đang là khu vực hỗ trợ tương đối tốt đó. Thân đến hiện tại cho đến giờ nó cũng không nổi dài lắm, mình chưa nhìn thấy cái sự gì nó quá đổi là tiêu cực ha. Ngày hôm nay ngày mai thì nó vẫn có những cái là nhúng rồi rung lắc, nhưng mà qua ngày mốt thì cái khả năng là giá dầu nó sẽ có phục hồi lại về cái vùng giá 70.3 này ha. Đầu tiên là phục hồi lại vùng đó, rồi nếu nó mạnh thì nó mới tăng được thêm, tăng vượt có được ha. Nói chung là nó đang có hơi dấu hiệu hơi tiêu cực ha. Bây giờ là nếu mà nó có quay lại thì mang tính chất là hồi đó. Hôm bữa thì tích cực, hôm nay quay lại tiêu cực ha. Tiếp theo là giá vàng. Giá vàng thì chúng ta thấy là như mình có nói là tích lũy bao nhiêu phiên nữa ta? Như vậy thì hết phiên này rồi qua phiên nữa, tức là hết phiên ngày mai ha, thì bắt đầu giá vàng nó sẽ có những cái hiệu ứng nó tích cực hơn, và nó sẽ có những cái yếu tố là bắt đầu nó có khả năng tăng giá đó, với điều kiện là nó sẽ không mất cái đuôi nến ở phía dưới của thằng này là 1221 ha. Nếu như trường hợp mà không mất 1221, 1222 này nè, không giảm xuống dưới đó thì phiên ngày mai, phiên ngày mốt là chỉ cũng giá dầu với giá vàng nó hơi có cái sự tương đương nhau chút xíu ha. Ngày thì giá vàng nó sẽ có mức tăng, trong 1-2 phiên tới ha, bắt đầu nó sẽ có mức tăng. Ok, mình thấy nó có sự đồng thuận đó. Để giá vàng chuẩn bị tăng nha, mua vàng chữ đi nhé. Rồi USD. Đối với trường hợp USD Việt Nam đồng thì chúng ta thấy là đang trong quá trình tích lũy thôi, nhưng mà khúc này là muốn tăng lắm rồi đó nha, muốn tăng lắm rồi mà đang bị kìm hãm lại thôi, chứ còn em nó chịu hết nổi rồi ha. Bây giờ nhà nước chắc phải bơm tiền ra ngoài liên tục đó, phải bơm đô ra, để cân lại, chứ còn không là nó sẽ cái khả năng mà nó tăng là rất cao luôn đó. Khả năng đang nhìn thấy đồ thị này kia mọi thứ là đang thấy cho khả năng tăng rất cao nha, nó tăng mà còn tăng mạnh nữa cơ ha. Như vậy thì cái rủi ro phía trước là nó hơi nhiều đó. Rồi vậy nó sẽ có ảnh hưởng luôn cả thị trường chứng khoán Việt Nam trong nước luôn chứ không giỡn đâu. Ok, thôi chúng ta đi qua xong tình hình thế giới, bây giờ chúng ta quay về Việt Nam coi sao nha. Vậy thế nhìn xong cái biểu đồ rồi xong thấy hơi căng căng nha, đợi coi tình hình sao. Hôm qua nói tới còn cơ hội cho khoảng 6-7 phiên giao dịch nữa mà bây giờ nó chưa gì, mới ngày hôm nay nó lấy lại hết những gì đã tăng. Rồi mấy bạn thông cảm chờ một chút nha, nãy quên mở cái này trước. Thị trường không được đẹp cái mình cũng lơ đễnh, đầu óc nó bớt minh mẫn ha. Cái nối thất bại mới ghê chứ. Ngày hôm nay VN-Index giảm 0,84%, tương đương 8.13 điểm xuống còn 963.47 điểm. Tổng giá trị giao dịch ngày hôm nay là 3.258 tỷ. Trong đó có 562 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 145 triệu cổ phiếu, có 99 mã tăng, 190 mã giảm và 49 mã tham chiếu. Trên VN30 ngày hôm nay giảm 0,88%, tương đương 8.37 điểm xuống còn 937.54 điểm. Tổng giá trị giao dịch là 1.751 tỷ, trong đó có 348 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 49 triệu cổ phiếu, có 4 mã tăng, 22 mã giảm và 4 mã tham chiếu. Trên sàn Hà Nội ngày hôm nay giảm 1.35%, tương đương 1.48 điểm xuống còn 107.91 điểm. Tổng giá trị giao dịch là 547 tỷ, trong đó có 52 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 40 triệu cổ phiếu, có 67 mã tăng, 91 mã giảm và 216 mã tham chiếu. Đi qua một dòng thì chúng ta thấy là ngày hôm qua được nhiêu thì hôm nay mất bấy nhiêu rồi ha. Được nhiêu mất nhiêu, không có sự thay đổi gì nhiều hết. Chung là giống cái kiểu kéo xả vậy đó, kiểu mà coi như là người ta sẽ đang trong quá trình thoái hàng rồi hết, chờ cơ hội thoái xong là làm một cái bạch nữa, giống cái kiểu vậy. Ngày hôm nay khối lượng phiên giảm ngày hôm nay thì nó sẽ ít hơn cái phiên giảm ngày hôm qua, cái phiên tăng ngày hôm qua một chút thôi, chứ cũng không có thay đổi gì nhiều. Bên cạnh đó thì ngày hôm qua ví dụ như bạn từ ở dưới ngay chỗ 963 bạn tăng lên về 971, thì ngày hôm nay từ 971 bạn làm cái oạch về lại 963. Như vậy thì sau 2 ngày nó mang tính chất giống như hồi vốn. Nhưng mà đối với những trường hợp mà ai nắm cổ phiếu thì sao? Ai mà lỡ trong 2 ngày này không bán cổ phiếu ra mà lại mua cổ phiếu thì sao? Vậy thì đúng là hơi cay ha, hơi cay đắng chút xíu ha. Thế vậy thì nếu mà trường hợp mà nó gãy sớm mà hàng chưa về thì đúng là rất mệt ha. Ngày hôm qua đa số mọi người mua vô, còn hôm nay là đa số là coi như là người ta bán ra, hàng chưa về thì cũng không làm gì được hết. Rồi thôi cứ từ từ để chúng ta tính tiếp thôi. Đối với trường hợp của sàn Hà Nội thì thấy hôm nay nó xấu hơn nhiều ha, giảm tới 1.35%. Đóng góp chắc chắn là sẽ có dính anh ACB đây. Chậm nữa chúng ta xét luôn đây. Đóng góp vào chỉ số tăng ngày hôm nay thì mình thấy có BVH đóng góp vô 0.6 và là anh hùng ngày hôm nay. Đóng góp vào chỉ số giảm ngày hôm nay thì có VCS ngày hôm nay giảm sàn, đúng không? Ok, như vậy là giảm sàn nữa còn gì nữa hết. Đóng góp 0.7 điểm giảm nha. Ngoài ra còn một số anh hùng như là Ga đóng góp vô 1.5, Vietcom đóng góp 1.3, Vinhome đóng góp 0.6, CTG đóng góp 0.5, Vinamilk đóng góp 0.5, Vietjet đóng góp 0.4. Đó, đại loại những cổ phiếu là đóng góp vô cái chỉ số giảm ha. Nay vẫn tiếp tục giảm đều thôi. Này hơi giảm hơi đều chút xíu. Vậy để chậm nữa mình coi cái con VCS à. Chắc là chậm nữa mình sẽ làm thêm cho các bạn một cổ phiếu VCS nữa coi sao. Sao mình đã giảm dữ vậy? VCS. Về mua bán ròng ngày hôm nay thì khối ngoại hôm nay mua ròng ha, mua ròng 94 tỷ trên sàn thành phố, trên sàn Hà Nội mua ròng 4 tỷ và trên sàn Upcom bán ròng 21 tỷ. Tổng thị trường ngày hôm nay mua ròng 74 tỷ ha. 74 tỷ mua ròng. Nói chung mua đều thôi, nó cũng không có thiên vị con nào nhiều lắm nên không có gì để nói ha. Đa số thì tất cả ba cái chỉ số VN-Index, VN30 và VN với lại HNX thì nó đều đóng cửa gần như là thấp nhất phiên ha. Và nó cái tâm lý nó mang cái tiêu cực tới mọi người. Rồi chúng ta đi qua giờ một vòng mấy dòng cổ phiếu coi dân chúng làm ăn sao ha, thấy gì đâu đau thương quá vậy ha. Ngày hôm nay đối với dòng ngân hàng thì là dòng có đóng góp vào chỉ số giảm ha. Ngày hôm qua thì BIDV đóng góp vào chỉ số tăng, thì ngày hôm nay VCB lại quay ra đóng góp vào chỉ số giảm. Hầu như tất cả các cổ phiếu là đều không có con nào nó tăng hết, chỉ có le lói cái con NVB này nè thì nó có xanh được 200 đồng. Nói chung cũng có một cái tia sáng nhỏ đó ha. Nhìn chung thì không giảm nhiều. Dòng ngân hàng hôm nay không giảm mạnh, chỉ giảm mang đến chất là 1-2% độ lại thôi. Chỉ có riêng con VCB giảm nhiều hơn, là nhiều nhất rồi đó. Còn bao nhiêu thì giảm nó cũng không đến nỗi quá lâm ly bi đát lắm ha, tương đối. Nói chung là hôm nay đóng góp vào điểm 6 thôi. Rồi tới dòng dầu khí. Dòng dầu khí hôm nay thì cũng đen thui luôn ha. Chúng ta có gas là hôm nay giảm mạnh nhất, giảm 2.600 về còn 114.5. Rồi còn mấy cổ phiếu còn lại là giảm đều ha, đều 1-2% đổi lại ha. Dòng thứ ba là dòng bất động sản. Dòng bất động sản thì ít có sự đồng lòng đi lên, nhưng mà hôm nay nó cũng có sự đồng lòng đi xuống ha, cũng xuống đều luôn. Như vậy thì chúng ta thấy là các cổ phiếu bất động sản đa số là đỏ hết thôi. Những cổ phiếu xanh là mang tính chất là xanh nhẹ thôi, xanh cho vui thôi. VIX mà tăng 100 đồng này là đâu có gì để nói ha. VPI giá 42.000 mà tăng 200 đồng không có gì để thơm thôi. Có NDN thì như báo cáo kết quả nó tốt nên nó vẫn còn giữ được cái sắc của nó. Cộng với lại con này thanh khoản nó không có nhiều, đã giữ hết rồi, tiết cung rồi. Rồi ngoài ra thì chúng ta thấy là có Novaland giảm 1.300. Hôm bữa mình cắt Novaland chứ đu vô nữa là đi bụi luôn ha. Tiếp theo thì không biết là Novaland nó sẽ đánh nắm ra sao, nhưng mà thôi hàng về thì mình cũng nên có sự chốt bớt đại loại như vậy. Các cổ phiếu còn lại thì có sự giảm nó cũng tương đối nhẹ thôi chứ cũng không nhiều. Vinhome giảm 800 đồng thì cũng tương đương với là 1% thôi, không nhiều lắm ha. Rồi ok, chúng ta đi chuyển qua cổ phiếu qua dòng tiếp theo là dòng tài chính. Rồi dòng tài chính ngày hôm nay thì có hai cái con gì đó, hai con này coi như không tính vô luôn được á. Thanh khoản không có nhiêu hết, khoảng có 7.700 cổ phiếu vậy. Và tăng tới 1.200 thôi, bỏ qua mấy này ha. Và chúng ta thấy là dòng tài chính ngày hôm nay thì cũng có một cái màu nó đỏ rực luôn ha. HCM giảm 900 đồng, SSI giảm 400 đồng. Nói chung là giảm đều nhau, cũng 1-2% đổi lại ha. Và dòng cuối cùng đó là dòng các cổ phiếu trụ. Ngày hôm nay nổi danh lên BVH tăng 2.700 đồng, Hoa Sen tăng 150 đồng và TCM tăng 600 đồng. Như vậy thì nó vẫn còn một chút sắc xanh nào đó và những câu chuyện riêng. Ngoài ra chúng ta thấy là CVT tăng 450 đồng. Nói chung là có sự quay lại của CVT ha. Rồi những cổ phiếu khác như là Bình Minh giảm 1.600, CTD giảm 1.500, Dược Hậu Giang giảm 1.000, MWG giảm 1.500, Phú Tài giảm 1.500. Rồi VCS đây, con quỷ này đây, giảm 7.900 và nằm sàn ha, ôm sàn luôn ha, lâu sàn luôn ha. Rồi VZ thì giảm 2.700. Nói chung là le lói được vài sắc xanh, nó mang đến chắc có câu chuyện riêng gì đó ha, chứ còn không thấy cái gì nó ok hết. Thanh khoản nó cũng bèo buộc lắm ha, khoản không có gì đáng nói luôn á. Không có được thơm lắm. Rồi bây giờ sau khi đi qua 5 dòng cổ phiếu thì thấy nó lại sốc quá. Ngày hôm qua xem 5 dòng cổ phiếu thì lại xanh ngớt, ngày hôm nay 5 dòng cổ phiếu lại sốc quá. Nhưng mà hai lần của mấy em này thì nó cũng giống nhau, giống như chúng ta chạy qua hai phiên nó không có gì sẽ thay đổi cả. Hàng mua vô bao nhiêu thì thoái ra hết bấy nhiêu, khối lượng thì cũng không có tăng mạnh. Như vậy thì thật ra là nó không có, nó dư tiền nó không có trong thị trường. Theo như cái sự tính toán của một cái bộ lọc ở bên công ty HKC thì cho thấy là chúng ta có cái lượng tiền trong thị trường bây giờ nó rất thấp thôi. Ngày 25 tháng 9, ngày 26 tháng 9 thì lúc đó chúng ta đang ở trong thị trường khoảng cỡ 36%. 36% là chúng ta tính bằng tiền đi. Ví dụ như 10 tỷ 36% là 3 tỷ 6. Thì sau quá trình mà nó làm một cái bạch nó rớt xuống và cho tới giờ thì chúng ta chỉ còn khoảng cỡ 12% sau ngày hôm nay ha. Như vậy thì đã giảm hết 2/3 rồi, chỉ còn có 1/3 trong thị trường thôi. Đó là tiền, chỉ còn 1/3. Thì đôi khi người ta chờ những cái xấu của thị trường thế giới, người ta dùng 1/3 hoặc là một phần nào còn đó trong đó người ta đạp luôn một phát, bắt đầu dưới người ta đưa lại vô người ta mua, thì để có một cái con sống mới. Thường là mình thấy như vậy, chứ bây giờ cũng chả ai dạy đến lên hết. Thì bây giờ là cái khoảng thời gian mà VN-Index nó cho mình 6-7 phiên, hôm nay thì nó còn là 5-6 phiên đúng không? Nó còn 5-6 phiên thì nó chủ yếu là để cầm chừng đợi người ta giảm rồi nó giảm theo thôi. Cái kiểu nó giống như vậy. Thì chính thức ngày hôm qua thì mình đã tất cả các khách hàng luôn ha, là mình đã thông báo tới tất cả mọi người là đóng hết toàn bộ, là ngồi canh những cái đợt giảm mà mang tính chất là nằm sàn này kia mọi thứ, thì chúng ta có những cái sự quan tâm lại ha. Còn về cái mặt thời gian mà mình đang nhìn thấy á, thì các bạn thấy là chúng ta có báo cáo quý tư nó sẽ rớt vô là ngày 30 tháng 12 ha, là chúng ta hết quý tư. Thì thường á là sẽ có một tháng nó sẽ chạy trước khoảng tháng đi. Một tháng thì chúng ta thấy là nó sẽ rớt vô cuối tháng 11. Cuối tháng 11 bây giờ 18 tháng 10 tới cuối tháng 11 chúng ta cho là khoảng cỡ một tháng nữa. Thì khả năng á là một tháng nữa thì cái dòng tiền nó mới chính thức là nó quay lại thị trường. Còn đương nhiên thì có một số cổ phiếu nó vẫn có cái dòng tiền ha. Chẳng hạn như chúng ta thấy những cái khi thị trường rủi ro thì người ta hay đưa tiền người ta cất giữ vô những cổ phiếu giống như là điện nước nè, rồi mấy cái cổ phiếu mà mang tính chất như ri đại loại ha, nó đại loại có một số dòng cổ phiếu mà nó có những câu chuyện riêng hoặc là nó có sự ổn định thì dòng tiền nó sẽ chạy vào đó ha. Khi thị trường yếu thì người ta cũng không gửi ngân hàng đâu. Mà bất động sản lên vùng cao rồi người ta cũng không mua được. Nói chung là nếu như người nào đã chuyên trong cái thị trường mà chứng khoán rồi thì họ sẽ có cái cách để cho trú ẩn cái dòng tiền của họ, cũng như là đầu tư cái dòng tiền làm sao cho nó hiệu quả ha. Đối với VN-Index nè, bây giờ nói luôn VN-Index ha. VN-Index thì với cái khoảng thời gian chúng ta còn khoảng cỡ 5 phiên giao dịch nữa ha. Khoảng 5 phiên giao dịch nữa là chúng ta sẽ có những cái nó bắt đầu nó không tích cực được thì nó xấu, ý nôm na vậy đó. 5 phiên giao dịch nữa nó không tích cực được thì nó xấu. Thế thôi. Còn về ví dụ như ngắn hạn trong ngày, thực ra ở đây mình cũng thấy nó có một chút gì đó là mang tính chất là sắp tạo đáy, nhưng mà nó cần một cái phải chắc làm một cái mạnh á thì bắt đầu nó mới giảm được. Hiện tại bây giờ nó chưa có cái phiên nào nó giảm mạnh hết, mà tình hình thế giới vẫn còn căng quá. Đầu tư, nếu mà đầu tư chúng khúc này mà có thể kiếm được tiền thì cũng là giỏi chứ không phải dở đâu. Rồi như vậy thì đối với cái VN-Index mà trong ngắn hạn á, thì ngày mai là nó đã có cái dấu hiệu là cho chúng ta có thể mua lại nè. Mình đang thấy là về ngắn hạn là nó chưa cho gãy. Về ngắn hạn hiện tại mình nhìn thấy là chưa cho gãy mà vẫn có khả năng tăng lại, và đặc biệt ngày mai là ngày lại có thể mua nữa mới ghê chứ. Đó là vì VN-Index ha. Có thể mua nhưng không biết có thể lướt được T3 hay không, thì cái đó là không biết đường nha. Có thể mua thôi. Ok, nói chung là trong vòng vài ngày như mình có nói nãy, 5-6 phiên đổ lại, chắc cỡ 5 phiên đổ lại Thì nếu mà nó không giữ được, nó không tăng được, nó không vượt được cái 979 thì nó sẽ có những cái nó không được đẹp nữa. Chúng ta cũng nên lưu ý ha. Còn nếu như ngày mai mà nó không giảm mạnh thì không sao đâu. Ngày mai không giảm mạnh thì nó còn giữ được vài phiên nữa, mà mai nó giảm mạnh thì nó hơi khó cho mình chút xíu. Nhưng mà nhìn tình hình thì nó không đến nổi. Rồi khoảng 5-6 phiên nữa coi nó là sao. Còn tốt nhất là coi như là bữa giờ là từ cái khoảng mà gãy mấy bữa đầu tiên đó, là mình đã ở mức chỉ nói chung thường nói là lịch sử nó cũng ấy quá, nhưng mà cái khúc này là nên cầm tiền ngồi chờ mà mua thôi, chứ cũng đâu phải là dắt cầm cổ phiếu, thường là vậy ha. Rồi về VN30 ha, VN30 VN30 thì thấy cũng giống VN-Index vậy đó, không có khác gì nhiều đâu, với trang thôi. Ngày mai thì nhìn thấy VN30 nó lại có chút tích cực nữa. Còn ngoài ra thì thấy nó cũng không có gì sáng láng. Lúc này không thấy có gì sáng láng hết ha. VN30 mà nếu như ngày mai mà nó có những cái nó tăng giá, tốt nhất là nên vượt trên cái nến này là khoảng cỡ 940. Nếu ngày mai nó nằm trên 940 thì nó sẽ có những cái tương đối tích cực hơn ha, cỡ 940 đi. Chứ còn ví dụ như mà ngày mai mà nó tiếp tục đấm phía dưới nữa ha, phía dưới nữa thì đem đâm ra là coi như càng ngày càng xấu nha. Tốt nhất nó nằm trên 940 thì ok, 939, 940 đều được. Phiên sáng thì mang tính chất là mình đang thấy nó có những cái cũng tương đối không xấu đâu. Phiên sáng thì vẫn ok. Phiên sáng thì khoảng cỡ cuối giờ chiều thì bắt đầu thấy nó hơi xấu xấu thôi, còn phiên sáng là còn đỡ, không sao hết. Nói chung giờ này ai còn đang nắm full bờ sinh là thấy hơi bệt bệt đấy, không biết nói sao giờ. Không lẽ bây giờ mình ngồi canh giá thấp thì coi như mà ai còn đang giữ cổ phiếu thì nói ra họ cũng không thích đâu. Rồi thôi cứ tốt nhất là các anh chị nếu mà muốn giữ cổ phiếu thì mình cứ trải qua thử một đợt này coi nó xuống nữa cũng lên lại thôi. Thì nếu mình nắm giữ cổ phiếu tốt thì cũng không vấn đề gì đâu, thì cứ nắm giữ thêm một đợt, nó xuống nữa lên thôi, đừng có để tới cuối cùng mà lúc mà nó lên đó thì nó lại không lên con của mình, nó lên con người ta, bán cái con của mình đi mua con người ta là nó hơi xa xa nha, xa xa. Nếu mà chấp nhận nắm giữ thì nắm luôn mấy con mình đang nắm, rồi nắm rồi đợi nó lên lại luôn, thử coi như thế nào. Rồi tiếp theo là HNX. HNX hôm nay giảm hơi nhiều ha, gì đâu mà giảm hơn 1% là giảm hơi nhiều so với lại bình thường đó. Rồi HNX Index thì hôm nay nó đem làm một phát nó xuống dưới để ở luôn ha. Nghĩa là nó đã tương đối là mất cái ngưỡng hỗ trợ ở ngay chỗ giá 108. 108. Ngày hôm trước mình cũng có nói là nó sẽ có những cái khoảng thời gian nó cố gắng nó quay lại cái giá 111. Nhưng mà cái nó tạo cái bóng nến này, cái cây này đã cho thấy là coi như em nó vượt không nổi ha. Và quyết định là ngày hôm nay là nó đi xuống luôn ha. Khi nó tăng có bóng nến và khối lượng không nhiều, độ tích cực nó không đủ. Ta phải coi là tình hình là nó yếu hay mạnh để nó có thể tới được những cái điểm đó hay không. Thì hiện tại thì mình thấy là bắt đầu Ví dụ như phiên ngày mai thì vẫn ok, phiên ngày mốt, bắt đầu từ phiên ngày mốt trở đi thì HNX nó sẽ tương đối xấu ha. Phiên ngày mai có khả năng nó vẫn quay lại được cái giá 108, nó vẫn test lại khu vực đó. Còn bắt đầu từ ngày mốt thì nếu mà nó không có sự tăng mạnh thì nó sẽ bắt đầu từ ngày mốt là nó đuối dần ha, đuối dần và nó xấu dần. Đó là HNX thôi. Rồi tiếp theo là phát sinh ha. Ngày hôm nay VN30 đóng cửa ở 936, 936. Này hợp đồng để bật hợp đồng tháng 10 cho chính xác. Đến 937.6 nè. Ok. Thì ngày hôm nay là ngày đóng hợp đồng ha. Vậy là ngày hôm nay kết thúc. Thì lon sọt gì thì tự động cái hệ thống nó sẽ tự động đóng hết và tính tiền ha. Nó sẽ tự tính tiền cho mình. Còn ví dụ như ai mua thì mua hợp đồng tháng 11 ha. Tháng 11 thì ngày mai nó tiếp tục cái hợp đồng tháng 11 chạy tiếp. Như vậy thì coi hợp đồng tháng 11 đi cho nó dễ. Mô hình chung thì VN30 nó cũng giống như phát sinh, nó cũng hơi giống VN30 ha. Hiện tại là VN30 thì cái hợp đồng nó, bên đây của mình nó thiếu dữ liệu sao bây giờ. Muốn coi thử hợp đồng tháng 8 lại coi, hợp đồng tháng 11 là không coi được rồi. Phát sinh thì mấy bạn cứ chờ, ví dụ như mà nó có cái điểm giảm mà hiện tại trong khu vực này là nó vẫn đang sideways ha. Lon short nó sẽ tương đối là nó chưa có rõ ràng ha. Khu này là khu nó đi sideways. Tức là sau khi mà nó rớt xuống thì nó sẽ cần những khoảng thời gian để lắp cái khoảng gap ở trên đây. Như vậy thì mình đối với trường hợp của VN30 và VN-Index thì chúng ta thấy nó có khoảng 5 phiên giao dịch nữa. Thì trong 5 phiên giao dịch tiếp thì nó sẽ có những cái vấn đề là cũng đi trong những cái khoảng, chẳng hạn như ở trên đây là 958 nè. Ở dưới đây thì chúng ta thấy là 902 nè. Đó là hai khu vực mà nó sẽ kháng cự và hỗ trợ cho đối với cái thị trường phái sinh. Thì đối với phái sinh thì mấy bạn cứ so điểm qua ha. So điểm qua thôi cũng được. Thì đây mình đang coi trên phát sinh mà. Như vậy thì trong cái khoảng thời gian sau cái khoảng thời gian đó thì mọi chuyện nó sẽ rõ ràng hơn. Nhưng mà hiện tại nó sẽ hơi nghiêng về phần sọt nhiều hơn đó. Mình vẫn thấy đang hơi nghiêng về phần sọt. Vì cái khoảng trống thông tin của thị trường là sắp tới là nó có cái khoảng trống đó. Như vậy thì cái để mà đánh lên đó thì nó chỉ đánh những con lẻ tẻ thôi. Nó lại không đánh hết toàn bộ dòng, thường là vậy. Nhưng mà lon short thì vẫn lẫn lộn, tức là cho dù lon cho dù short khu vực này vẫn có thể kiếm được tiền nha. Thì tốt nhất là nên ra vào nó dứt khoát. Thị trường sẽ quay là chúng ta không giữ một nữa để mua để lướt được ha, tại vì lon short nó không rõ ràng thì chúng ta sẽ tính là mua bán đứt đoạn nha. Để các bạn có thể canh những cái điểm hỗ trợ kháng cự để có thể tính cái vấn đề là ví dụ như đụng hỗ trợ thì chúng ta lon, còn lên đụng kháng cự chúng ta đóng hợp đồng xong rồi chúng ta thích chúng ta có thể sọt tiếp luôn. Tại là giống vậy. Cái còn khu này nó không có rõ ràng cái vấn đề lon sọt đâu. Đó là tùy vô cá nhân từ mọi người thôi. Mình cứ lanh lẹ này kia mọi thứ, mình sọt tới sọt lui, lon tới lon lui được mình xử lý ha. Còn không là mình ôm một kiểu, một là sọt hay là lon. Rồi tới cứ điểm hỗ trợ là mình lon, điểm hỗ trợ mình lon. Còn ai muốn ôm kiểu sọt thì tới điểm kháng cự là mình sọt, tới điểm kháng cự là mình sọt. Đó thì nó cũng có từ đó thôi. Rồi cổ phiếu đầu tiên chúng ta đi đến là CVT. CVT ngày hôm nay là một phiên tăng giá, có bóng đến lên đụng ngay chỗ kháng cự trên đây, khu vực 26.5 thì có cái hồi lại và đối cuộc là đóng đến là ngay trên cái mức hỗ trợ là 25.4. Như vậy thì đây cũng là một cái đóng cửa là 25.7 trên cái mức hỗ trợ ha, trên mức hỗ trợ. Như vậy thì đây cũng là một cái điều tích cực đối với CVT. Ngày hôm nay khối lượng là có, thì cái sự cải thiện của CVT chúng ta thấy bắt đầu nó có những cái có sự cải thiện. Và đặc biệt là nếu như mà chúng ta mua ở trên những cái vùng như là 28 chấm mấy này thì nó sẽ có nhiều cái rủi ro đối với CVT. Còn trong trường hợp này thì chúng ta đang thấy là CVT nó có nhiều cái, nó mang cái hiệu ứng là tích cực nhiều hơn so với vấn đề mà là tiêu cực ha. Như vậy thì nếu mà thị trường mà nó có những cái phiên mà nó gãy mạnh á, thì chúng ta sẽ thấy là cũng rất khó kiếm ăn đối với CVT. Nhưng đối với trường hợp mà nó thị trường mà nó tăng giảm mang tính chất nhẹ thì lúc đó thì những cái con cổ phiếu này nè nó sẽ có những cái sự bứt phá ha. Nói về vấn đề thời gian thì mình đang thấy là hai phiên tiếp theo của CVT thì vẫn đang ok thôi, không vấn đề gì hết ha. Còn sau hai phiên nữa thì CVT nó chuyển qua tư thế tích lũy, nó sẽ chuyển qua tư thế tích lũy một khoảng thời gian trước khi nó có thể tăng. Ok, hiện tại bây giờ đang có cản ngay chỗ 26.55 nè, có một cái cản 25.26 nè, có một cái cản ngay chỗ 26. Như vậy thì để thoát xong cái cản 26 đã, thì trên đây là có 26.5 là cái cản mà nó vừa lên tới nơi rồi nó rụi lại đó. Thì tất nhiên chúng ta cũng phải cần thời gian để CVT nó mới có thể tăng mạnh được. Nhưng mà trong hai phiên tiếp theo mà nó tăng là bình thường nha. Nếu như trong hai phiên tiếp theo mà CVT nó tăng tiếp là bình thường, tại vì nó đang có sự hỗ trợ thêm hai phiên nữa. Sau hai phiên nữa thì nó mới chuyển qua cái tư thế tích lũy. Đó là những cái mà mình có thể là mình đang nhìn thấy ha. Nói chung là ai mua CVT hôm nay đó cũng không có gì sai đâu, không sai. Khối lượng vô là như vậy là không sai. Rồi cổ phiếu tiếp theo là DSG. DSG thì chúng ta thấy là hôm nay là phiên giảm điểm và khối lượng không có. Như vậy thì cũng đang trong tư thế tích lũy thôi, cũng chưa có gì nó nổi xấu quá ha. Phiên trước tăng thì cũng không có khối lượng, mà phiên bán cũng không có khối lượng. Dạo này nó cũng cứ lình xình như vậy. Và đa số tất cả các cổ phiếu nó sẽ như vậy ha. Tại vì bây giờ nó đâu có tiền vô đâu. Hiện tại mà mình đang thấy nó không có tiền vô nha. Không tiền vô thì nó lại không có khả năng tăng được là bình thường. Một cổ phiếu nó có tốt tới cỡ nào mà tiền nó không mua thì cũng không tăng được. Hiện tại là chúng ta thấy là đất xanh thì đang có những hỗ trợ từ 27.66, nói chung 27.6 đi lên tới 27.8 thì tốt nhất là đất xanh đừng có gãy những cái khu vực đó ha. Tốt nhất là nằm trên những khu vực đó là ok, lai dắt từ từ được cái sự tăng giá là ok ha. Nhìn cái kiểu này thì ngày mai cũng không đến nỗi xấu. Ok, ngày mai cũng nỗi xấu đó, nó cũng sẽ giữ quanh cái khu vực hiện tại thôi. Dưới sát bên nó đang có cái hỗ trợ ở chỗ 20 7.9 ở dưới đang có hỗ trợ 28.4, 27.9, 500 đồng thôi. Còn không xuống thêm chút xíu nữa cho là từ 27.6 tới 27.9 đi, nó là khu vực nó đang có sự hỗ trợ đối với đất xanh. Thì nếu như khối lượng ít thì cũng có thể mua thử, không sao hết, tại chưa thấy có dấu hiệu gì xấu, để thích vượt có thể mua ha. Rồi cổ phiếu tiếp theo là SSI. Nói mua ở đây là tất cả các bạn nên chú ý là tại vì nó còn có những cơ hội dành cho T3 thì mình vẫn còn kêu mua nha. Có nghĩa là mình đã dặn là chỉ còn 5 phiên giao dịch nữa thì mọi người tự tính cái khoảng thời gian 5 phiên giao dịch nó có khả năng tăng giá được là chỉ trong 5 phiên đó thôi, mà nó còn quay ra nó giảm nữa thì đâm ra là cái 5 phiên đó là đang có cơ hội tăng mà còn quay ra giảm đó, cái kiểu là xấu quá đó, thì nó xảy ra tình huống đó ha. Rồi đối với SSI thì ngày hôm nay đóng cửa giá 30.4, khối lượng cũng không có, dòng tiền nó đã đi đâu rồi đó, nó chưa quay lại. Và thường để dòng tiền quay lại thì cái nền giá nó sẽ về khu vực thấp, hoặc là thị trường thế giới này kia mọi thứ có những cái gì nó khả quan mà mình chất rất tích cực thì nó sẽ bay vô mua. Như vậy chúng ta sẽ thấy là SSI đang tích lũy mang tính chất là tiêu cực ha, đang tích lũy tiêu cực và nó còn giữ ở đây một thời gian nữa là nó xấu nữa, chứ không phải là nó chỉ dừng ở đó. Ở đây mình đang thấy là SSI nó sẽ có khoảng cỡ 4 phiên giao dịch mang tính chất là tích lũy tiếp tục trên nền 29.4, sau đó sẽ có khoảng cỡ 2 phiên giao dịch mang tính chất tích cực rồi nó lại xấu lại ha. Như vậy thì khúc này mà ôm lướt, hầu như mình thấy là khúc này nắm hàng là nó cũng hơi rủi ro, một số con có thể nắm được thôi chứ không phải con nào cũng nắm được ha. Ok, quan sát tiếp thôi chứ cũng chưa có những cái gì nó khả quan đâu, để mà gọi là nó có phiên nó giảm về đây xong nó tạo bóng nến lên, điều đó cũng là tốt ha. Thì trong vòng cỡ chúng ta cứ coi trong vòng 4 phiên giao dịch nữa thì nó nên tăng trong 4 phiên này. Ngày mai là nó nên tăng á, nó không nên giảm đâu. Hôm nay là cái giá thấp nhất có thể ở được 30.4 là ngày mai không được vi phạm nha. Vi phạm 30.4 thì năm nay lại 66 hơn một chút nữa, càng ngày càng xấu nữa ha. Rồi cổ phiếu tiếp theo là ACB. ACB thì ngày hôm qua mình cũng có nhận định ACB ha. ACB thì không biết sao nó lại nhìn nó có những cái yếu tố nó hơi xấu. Thì ngày hôm nay ACB mở cửa khu vực giá 31.5, sau đó tiếp tục giảm về khu vực 31, là một phần đóng góp do chỉ số giảm của sàn Hà Nội. Nên hôm nay chúng ta thấy sàn Hà Nội nó có những cái giảm điểm ha. Rồi ở phía dưới chúng ta đang thấy là ACB sẽ có hỗ trợ khu vực giá 3.6, 30.6. Ở khu vực này là không nên, ACB không nên gãy qua khu vực này ha. Nếu gãy qua khu vực này thì nó xấu lại càng thêm xấu. Phía trước thì chúng ta Hiệp đang không thấy là nó sẽ có tiêu cực như vậy ha. Nó sẽ có những cái ngưỡng hỗ trợ tương đối cứng ở khu vực 30.6 và khả năng gãy đối lại ACB mà gãy dưới 30.6 là thấp. Tại vì ở phía dưới nó có một cái hỗ trợ cái chỗ giá 30 nữa. Như vậy thì khu vực từ 30 tới 30.6 nếu không lụng vẫn có thể nắm giữ đối với ACB và có thể mua lướt nếu muốn. Tại vì là cái khối lượng bán với khối lượng mua hiện tại là nó cũng không nhiều. Như vậy thì dòng tiền nó cũng đi đâu rồi, nó chưa thấy nó về. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục nắm giữ thôi chứ cũng chưa gì phải lo lắng lắm. Về những mức độ tâm lý và ngắn hạn á, thì đã cho phép là chúng ta có thể mua để lướt, nhưng mà không biết là có đủ hay không ha. Đủ T hay không á, vấn đề mình chưa thấy. Rồi cổ phiếu tiếp theo là CTG. Đối với trường hợp của CTG thì chúng ta thấy là CTG có một cái ngưỡng hỗ trợ ngay chỗ giá 20, chứ cái bóng đến này ngay chỗ 24.75 là khu vực hỗ trợ với CTG. Và cái đáy cuối cùng mà chúng ta có nhìn thấy là giá 24.1 là cái đáy hôm bữa mà VCG đã về tới ha. Như vậy thì tốt nhất là không nên gãy những cái điểm đó. Ngày hôm nay là một phiên giao dịch có cái bóng đến trên và sau đó giảm điểm tới cuối phiên. Cái vấn đề này nó xấu chứ không tốt. Đang có hiện tượng cho vấn đề là kéo lên để xả xuống. Và khối lượng hôm nay thì cũng không nhiều. Cái sự tích cực cũng như là vấn đề muốn nắm giữ đối với CTG nó bị hạn chế lại ha. Một số nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc là nhà đầu tư trung bình họ cũng có dấu hiệu bán ra ngày hôm nay. Đối với CTG thì chúng ta thấy là sắp tới nó nói chung là cố gắng được có giảm dưới cái ở dưới đây chúng ta thấy là nó có 24.1 là tốt nhất, đừng giảm quá 24.1 ha. Nó giảm quá 24.1 thì nó sẽ chuyển qua rất xấu ha. Nhưng mà đối trường hợp mà nó rớt xuống 24.1 mà không có khối lượng thì chúng ta vẫn có thể mua thêm để có thể khấu trừ cái giá nó xuống nó thấp hơn, cũng như là có những cái khoảng thời gian có thể lướt lát được. Trong khoảng từ 4 đến 5 phiên giao dịch tiếp theo, nếu mà CTG nó có những cái giảm điểm xuống dưới khu vực 24 thì xem ra lượng chúng ta cũng không nên lưu luyến gì đối với CTG quá nha. Cái khối lượng là một chuyện, giá là một chuyện ha. Ví dụ như nó không đồng tình cái vấn đề là nó sẽ giảm gắt, nhưng mà đặc biệt của nó cứ giảm hoài vậy, chúng ta cũng nên cắt nó chứ cũng không nên để làm gì. Tuy là khối lượng không đủ nhưng mà vì sao nó cái điều kiện của nó cho thấy là nó vi phạm giá rồi, và nó thêm có một cây nữa xác nhận. Ví dụ như cái cây đầu tiên á, mà nó vi phạm giá nhưng mà chưa vi phạm khối lượng. Như vậy thì chúng ta thấy là ngày hôm nay với CTG mất bóp giá 24 nhưng mà khối lượng không có, thôi chúng ta cho CTG thêm một cái cơ hội nữa. Và ngày mai như vậy ngày mai cái CTG nó làm thêm một cây nữa cũng nằm dưới 24 luôn. Rồi khối lượng nó cũng không nhiều, như vậy chúng ta cũng nên bán ra ít nhất là một phần, tức là một nửa, sau bắt đầu còn giữ lại nữa thì khi nào thấy thêm cây nữa thì bán luôn. Đó là trường hợp xử lý những cái tình huống mà khối lượng nó không có, chứ chúng ta không thể nào ôm hoài được. Giá cứ giảm khối lượng nó không có, chúng ta cũng phải bán nhé, cũng phải bán bình thường chứ không nói là cũng bán. Rồi cổ phiếu tiếp theo là HBC. Trường hợp của HBC thì sau đây chúng ta đang thấy HBC là một trong những cổ phiếu mà có thể kiếm tiền cho tất cả các bạn trong vòng 3-4 phiên trở lại đây. Thì HBC ngày hôm nay có những cái tin giống như là nhận được những cái gói thầu nó tương đối lớn ở 2.000 tỷ gì đó ABC, nhưng mà đối với mình những cái tin đó mình không quan trọng lắm. Thì cái sự tích cực của HBC nếu nó tốt thì nó sẽ tốt thôi, chúng ta coi trên kỹ thuật thôi, chứ còn mấy cái tin tức thì mình đã coi trong kỹ thuật rồi, không coi trên tin tức nữa ha. Coi tin tức là một cái gì đó mang tính chất là tương đối, chúng ta có thể đem để so sánh cũng như này kia thôi. Nó sẽ cho chúng ta thấy khối lượng lên rồi giá tăng này kia, chúng ta thấy là tin tốt, bắt đầu ra cái tin nó hình như là do cái tin này thế thôi, chứ còn cái chuyện mà cái tin tốt chưa chắc nó làm cho giá tăng đâu. Trong khoảng thời gian tiếp theo thì chúng ta đang thấy là HPC sẽ tích lũy thêm khoảng cỡ ít nhất là 3 phiên nữa ha. Ít nhất 3 phiên nữa là HPC chưa có thể đi đâu được xa. Như vậy chúng ta sẽ xem xét 3 phiên nữa thì sau 3 phiên nữa chúng ta mới nghĩ tới chuyện có mua HPC hay không. Nếu như trong quá trình tích lũy trong 3 phiên tiếp theo HPC không có những cái dấu hiệu như là đi bụi với khối lượng lớn thì chúng ta có thể nghĩ tới chuyện tích lũy ha. Rồi hiện tại bây giờ thì nếu mà đã có lời thì chốt đi ha, đã là vậy rồi. Cổ phiếu tiếp theo là Bảo Minh. Bảo Minh đây, con này khối lượng nó có nhiều hết. Hôm bữa có mình khách hàng mình mua có đâu vài chục ngàn thôi, nhớ vài chục ngàn mà đánh nó lên cả ngàn đồng, tại nó không có thanh khoản, nó không có nhiều. Rồi Bảo Minh thì sao? Bảo Minh chúng ta đang thấy là Bảo Minh đang có những cái hỗ trợ ở khu vực giá 21.6. Như vậy thì đối với trường hợp nếu Bảo Minh rớt 24.6 thì tình hình nó sẽ càng ngày càng xấu hơn. Rất may mắn là coi như sau 3 phiên giao dịch Bảo Minh đi bụi, nó không tới 3 phiên, có 2 phiên Bảo Minh nằm ở dưới 24.6, 21.6 thì bây giờ Bảo Minh đã lấy lại ha. Hôm nay đóng cửa 21.7, khối lượng không có, nói chung là cũng hồi vốn, cũng động lực tăng cũng có luôn. Vậy điểm mua cũng chưa biết như thế nào, vẫn tờ mờ tịch mịch, chưa thấy cụ thể ra sao. Tuy vậy chúng ta thấy khoảng cỡ 1 đến 2 phiên giao dịch nữa thì Bảo Minh nó sẽ có một cái áp lực bị bán. Rồi sau 2 phiên giao dịch nữa thì nó sẽ có hơi có áp lực bị bán một chút ha. Chứ như vậy là khu vực này vẫn là khu vực tích lũy thôi, và đang tích lũy trên nền hỗ trợ, chứ cũng chưa có những cái sự tích cực gì nó rõ ràng nha. Vậy chúng ta đối với trường hợp Bảo Minh thì cái khúc thị trường này là mình cũng không có khuyên nghĩ là nên nắm giữ hay gì đâu, tốt nhất là cầm tiền ha. Chứ bây giờ đưa cái đồ thị của cái thằng HBC ra còn có thể tính được chút xíu, còn đưa của mấy cái nãy giờ, mấy cái đồ thị mà nãy giờ coi là chỉ muốn bán thôi. Nhưng mà trong trường hợp bây giờ ví dụ như tất cả các bạn đang giữ ở khu vực giá nó tương đối cao, bây giờ kêu mấy bạn bán, mấy bạn rất khó quyết định ha. Và tất nhiên khi mình khuyến nghị cho tất cả các bạn thì làm sao mình có thể đảm bảo cho tất cả các bạn là nó đúng 100%. Như vậy thì tính qua tính tới tính lui, suy nghĩ qua suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nó sẽ mất thêm vài phiên và đôi khi nó có thể giảm thêm. Như vậy chúng ta sẽ chọn cái tình huống là chúng ta sẽ cắt bớt từ từ từng phần. Ví dụ như đã có những người họ nói xấu, ví dụ như mới có một ông Hiệp ông nói xấu thôi thì chúng ta cứ tiếp tục giữ. Còn ví dụ như có thêm một ông nào đó cũng là các chuyên gia nhận định, nói chung là các anh chị em mà làm YouTuber họ livestream và họ nói về cái thị trường chứng khoán, thực ra họ cũng có những cái nhận định cũng như là kinh nghiệm trên thị trường, nên cái khả năng mà các anh chị đó có những cái đóng góp cho tất cả các bạn là chúng ta có thể có những cái phần tin tưởng. Thì ví dụ như Hiệp nói xấu, có thêm một hai ông nói xấu nữa thì đúng là cũng thấy nó xấu thiệt, đại loại giống vậy. Nó xấu thiệt thì chúng ta xử lý từng phần, ít nhất chúng ta phải xử lý cái phần đó để mai mốt ví dụ như cổ phiếu chúng ta có cơ bản thì nó về cái mức thấp hơn, chúng ta có tiền để mua. Giờ nếu để full margin này thì kia mọi thứ là thua ha. Trường hợp PVD thì sao? PVD chúng ta thấy là gáp trên gáp dưới gáp tùm lum đó ha. Trong trường hợp này của nó khối lượng đánh lên ngày hôm nay cũng không nhiều và nó cũng không để gãy ha. Ở hôm nay nó có một cái mức tâm lý ở khu vực giá 19 thì tốt nhất nó không nên gãy lại 19 một lần nữa. Nếu như nó xuống 19 một lần nữa thì xem như là công cấp, xây dựng biết bao nhiêu thì cũng như đi bụi hết. Đối với trường hợp của PVD thì chúng ta thấy là có khả năng bắt đầu, nếu như tình hình mà có những cái nhúng xuống á, rồi kéo lên tạo ra bóng đến 1-2 phiên nữa thì chúng ta cũng có thể tích lũy đối với cái con này đó, chứ nó không đến nỗi xấu đâu. Hiện tại nó tích lũy hơi không đẹp thôi. Thì trong khoảng thời gian là khoảng cỡ 3-4 phiên giao dịch nữa thì PVD có dấu hiệu là sẽ quay lại giá 19.9 ha. Hiện tại là nó sẽ quay lại giá 19.9. Đó là những cái có thể mình đang nhìn thấy vấn đề đó. Ví dụ như trong 3-4 phiên giao dịch mà nó không quay lại 19.9 thì sao? Thì bây giờ thị trường cho nó cơ hội để nó tích cực, mà trong cái khoảng thời gian đó nó không tích cực mà nó còn xấu nữa thì nó rất tiêu cực, chúng ta hiểu như vậy. Còn cái chuyện mà nó quay về thì sẽ chia ra hai loại. Nó quay về đụng cái đó thì nó rớt tiếp. Vậy trong trường hợp quay lại về đó mà rớt tiếp thì sao? Thì đó là một nhịp hồi. Còn đối với trường hợp mà nó quay lại mà nó vượt luôn mà nó tăng mạnh thì sao? Đó là nó chính thức mà nó bẻ luôn. Nó bẻ luôn cái hồi đó mà nó chuyển tiếp thành là một xu hướng tăng tiếp tục. Ok. Cái chuyện mà mấy bạn thấy nó về lại khu vực giá cái đường đen của mình 17.2 và nó đã có những cái hiệu ứng sau đó nó bật lên lại. Cái này chúng ta đang thấy là nó đang muốn mang đến chất là điều chỉnh, tăng lên mang đến chất điều chỉnh và tiếp tục đi tiếp. Như vậy thì hiện tại đối với PVD nó cũng chưa đến nỗi cái gì xấu lắm. Ok. Tắt bớt cái này đi. Rồi đối với PVD thì thật ra ví dụ như muốn lướt T3 vẫn có thể thử được ít á, chứ không đến nỗi đâu ha. Muốn lướt T3 vẫn có thể chơi được. Ví dụ như ngày mai mua rồi T3 về, ví dụ vậy ha, ví dụ thôi. Rồi VCS. Rồi, đây là cái anh tài nào VCS, anh này anh kéo điểm của thị trường đấy. Anh nước ảnh kéo điểm thị trường. Chúng ta đang có một cái trên xuống, trên này sâu quá ha, này sâu quá, nếu mà xuống tới đó thì bao nhiêu ta đang có, trong trường hợp mà xuống như vậy thì chúng ta tới mình coi kỹ là như vậy thì chúng ta thấy là khu vực giá 67 thì có hỗ trợ cho VCS. Như vậy thì đối với trường hợp mà VCS có thể về những khu vực như giá 67 thì các bạn cứ tự tin bút vô thì sẽ cũng không sao đâu. Đụng 67 cái nó giật lên cái bắt đầu T3 về mà nó cảm thấy nó không suông mà nó không ăn được thì chúng ta nhả ra thì chắc cũng phải vốn chứ không đến nổi, cùng lắm lỗ xíu thôi, còn đa phần là về tới đó nó sẽ bật lại ha. Khối lượng bán là có đó, bán cũng mạnh đó, như vậy thì khả năng về 67 là có ha. Chúng ta cứ từ từ quan sát và theo dõi, nhưng mà cũng không có khuyến nghị mấy bạn bắt đáy lắm đâu. Tuy vậy thì mình đang thấy những cái vấn đề về tâm lý này kia mọi thứ thì đặt sẵn giá 67 đi, khớp được miếng nào khớp thôi. Ok, rồi cổ phiếu tiếp theo là Thủ Đức Hao. Thủ Đức Hao thì sao? Thủ Đức Hao ai cũng nói vấn đề là công ty bất động sản này, công ty bất động sản kia, nó có những cái miếng đất này, miếng đất nọ, miếng đất kia, nó rất nhiều đất. Nhưng mà nói chung là trong bản tin tổng quan trước ấy, thì mình cũng đã có thể nói, mình đã có nói tới những vấn đề mà chắc là mấy cái ông nội này ông như thế nào đó này kia thì mình cũng có nói sơ rồi. Tức là mấy ông nội mà về bất động sản thì bây giờ có bao nhiêu, có 100 miếng đất đi nữa thì mấy ông bán, mấy ông ăn hết. Giờ chúng ta cũng không lạ gì về cái thị trường Việt Nam ha. Và chẳng hạn như là nếu như bạn mua một căn nhà 5 tỷ, bạn có khai thuế là bạn sẽ mua căn nhà đó 5 tỷ hay không? Tất nhiên là có những cái phần trăm như vậy, nhưng mà 90% là mình thấy là khai ở trên cao hơn cái mức thuế phi nông nghiệp một chút xíu. Và nhà nước ngày xưa cũng có những cái cố gắng đánh thuế thu nhập cá nhân là 25% trên tổng giá mua trừ cho giá bán. Mà bây giờ người ta cứ khai giá đó ha. Mua bán là quyền thỏa thuận với nhau. Ví dụ người ta mua 1 tỷ, bây giờ người ta khai 1 tỷ 50 hay 1 tỷ 20 thì tính ra 25% thì lại thấp hơn cái vấn đề mà hiện tại nhà nước bây giờ đang tính trung bình là 2% trên tổng cái giá trị mua bán. Thì bây giờ nếu mà thấp hơn thì thu, nó bị thất thu thì thôi ta quy là 2% trên trọng giá trị mua bán, nhưng không được thấp hơn mức thuế phi nông nghiệp. Đó, nôm na bây giờ nó là vậy. Tức là tất cả các anh chị cứ nghe nói ở ngoài đường cái đường này nó đền bù nhiêu, đường kia đền bù nhiêu, cái đó là thuế phi nông nghiệp trên mét vuông đó. Như vậy thì không được bán thấp hơn cái giá đó. Nếu bạn bán thấp hơn thì cũng được, nó không nói gì hết, nhưng tự động thuế thì nó sẽ điều chỉnh bằng cái mức đó nha. Nhiều khi căn nhà 10 tỷ khai mua có 1 tỷ là bình thường, không vấn đề gì hết ha. 5 tỷ khai còn 500 triệu bình thường, mình thấy rồi. Ok, thì đối với trường hợp của những con bất động sản, mình muốn quay lại đã nói câu chuyện đó để chi. Ví dụ như khi mà mấy anh chị đó mua bán những cái bất động sản với nhau thì mình nghĩ là cái giá trị mà nó nổi phía ngoài với giá trị phía trong nó sẽ có những cái gì nó tương đối là nó sẽ có sự sai lệch. Phần trăm đúng là có, phần trăm sai lệch là chắc hẳn chắc cũng có ha. Cứ hiểu như vậy. Thì từ một miếng bánh thiệt bự thì tới cho tay nhà đầu tư cũng như là những người đang nắm những cổ đông mà chúng ta đang mua những cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản thì nó không còn được bao nhiêu cả. Tuy vậy thì một số cái doanh nghiệp bất động sản mà nó có những nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư nắm giữ và họ vẫn còn đang tiếp tục nắm giữ, họ không có trạng thái bán ra. Tại vì họ là những cổ đông lớn thì họ có thể can thiệp vô những vấn đề đó. Như vậy thì chúng ta có thể mua những cái cổ phiếu kiểu như vậy ha. Còn những cổ phiếu mà đặc biệt là những cổ phiếu mà nó đã nằm dưới mệnh giá, ngày đầu tiên lên sàn chúng ta ai cũng là 10 hết. Thế là 10 theo quy định pháp luật. Còn cái chuyện bạn lên sàn người ta muốn mua nhiều mua. Ví dụ như bạn tốt thì người ta mua cao hơn ngày đầu tiên. Target ngày đầu tiên có thể đánh lên cao là chẳng hạn như là 10, 15, 20 rồi 40%, đó là tùy sàn ha. 20, 30, 40% tùy sàn. Như vậy thì cái chuyện đó là chuyện thị trường. Và bây giờ mệnh giá của nhà nước thì sau bao nhiêu năm thành lập thị trường chứng khoán tới giờ thì mệnh giá vẫn là 10.000 đồng. Và các bạn thấy là có một số cổ phiếu nó về nó còn có mấy ngàn thôi. Đó. Nói chung là cũng không tiện kể tên, tại nhiều quá kể không hết. Như vậy thì đối với những trường hợp mà những cổ phiếu mà đã nằm xem với lại cái mức giá mà 10.000 đồng thì thật ra cái sự phát triển nó không có. Và đặc biệt là mấy công ty bất động sản thì nó lại không có sự phát triển nhiều. Chẳng qua là đợt vừa rồi á, là cái giá đất nó tăng thì những ai đang cầm những cái miếng đất giá nó rẻ với cái giá rẻ thâu tóm hồi xưa giờ thì nó có những cái nguồn tài nguyên để có thể phát triển sau này nó tốt hơn. Thì chính xác nó cũng sẽ có những cái nguồn lợi mang về cho nhà đầu tư, nhưng nhiều hay không thì mình không biết. Rồi. Đối với trường hợp Thủ Đức House thì ngày hôm nay là một phiên giảm điểm thân đến hơi dài, khối lượng không có bao nhiêu. Chúng ta cũng chưa có những cái vấn đề quan ngại với nó. Nhưng mà các mấy bạn thấy đó, hiện tại là nó đâu có giữ được cái ngưỡng hỗ trợ đâu. Cái ngưỡng hỗ trợ này để cho nếu như đụng những cái ngưỡng hỗ trợ này và tăng lại, chúng ta đang xác nhận cho Thủ Đức House đang có những cái xu hướng tăng tiếp tục. Nhưng bây giờ là đã tăng lên được trên mây rồi, nhưng mà sau đó rớt xuống thì đụng những ngưỡng hỗ trợ thì lụng luôn, sau đó tích lũy lại. Thế là cái hồi nè, cái mà mình hay nói với tất cả các bạn là bao nhiêu lâu nữa nó hồi lên lại những cái điểm này thì nó hồi lên tới, xong rồi nó cảm thấy nó không mạnh mẽ, khối lượng không có, nó quay ra nó giảm tiếp. Như vậy thì trường hợp mà của Thủ Đức House mà nó quay lại cái đáy cái vùng mây này một lần nữa thì nó lụng xuống dưới là bình thường. Mà khi lụng xuống dưới thì chuyện qua lại chế độ là xu hướng giảm. Nếu mà xu hướng giảm thì lại mình lại không đầu tư. Đó, khúc này nó hơi khó như vậy. Thì đối với trường hợp mà có bóng đến này thì ngày hôm qua tất cả các bạn đang nắm Thủ Đức House đã phải bán rồi chứ không phải hôm nay nữa. Trong trường hợp ngày hôm nay thì vẫn còn giữ thì chúng ta nên chuyển qua chế độ là bán một phần đi, còn giữ một phần để xem tình hình như thế nào trước khi có những tính toán mới. Ở phía dưới của Thủ Đức House chúng ta sẽ thấy khu vực 11.20 là 11.2 là khu vực có sự hỗ trợ cho Thủ Đức House. Rồi, quay con khác LBB. Các bạn thấy mình chém ra gió không? Nói như một cái máy vậy đó. Người ta nói tiếng Anh như gió, tiếng có tiếng không. Bây giờ chém gió chứng khoán có tiếng gió luôn. Như vậy thì mình không biết có đúng hay không ha. Nó cũng căng lắm ha. Đôi khi tối mình phải về mình dò lại qua một phiên, mình phải về mình dò lại tất cả những cái mình đang nói nó có đúng hay không. Đôi khi đúng thì cũng có đúng mà sai thì cũng có sai. Ok, nhưng mà mình sẽ cố gắng chỉnh sửa từng ngày ha. Rồi chúng ta tiếp tục. LBB ngày hôm nay là một phiên giảm điểm, thân đến tương đối hơi dài nhưng khối lượng lại không có. Lại giống như cái con Thủ Đức House vừa rồi, sau khi nó có những cái rất mạnh và nó quyết định là nó quay lại, nó test lại những cái ngưỡng hỗ trợ, quay lại không thành công, bây giờ nó tiếp tục muốn đi bụi tiếp. Như vậy thì chuẩn bị nó lại có những cái nhu cầu em ơi, anh ơi em muốn quay lại xu hướng giảm. Như vậy thì có tha thiết gì để giữ những cổ phiếu như thế này, kỳ vọng không có, bỏ qua. Tiếp tục. Thua game này chúng ta bày kiểu khác, coi như là đợt này đầu tư không thành công, ôm chi cho tối về ngủ không ngon. Cho dù bán lỗ, bán xong cái tự nhiên người thấy khỏe liền. Chúng ta chốt được cái con số chúng ta lỗ bao nhiêu thì nó khác ha. Ok. Đối với trường hợp BSR thì sao? Sao thấy giống quá ta. BSR em đó chính thức là dạ em muốn về lại xu hướng giảm anh ơi. Và chính thức ngày hôm nay thì nó đã nằm ở dưới xu hướng giảm rồi. Tuy vậy thì mình vẫn có dành cơ hội cho con BSR này chứ chưa hẳn nó đã giảm luôn. Có nghĩa khu vực này đã là những khu vực đáy rồi ha. Bên đây là đáy, bên đây cũng là đáy. Thì hiện tại cơ hội dành cho BSR quay lại là vẫn có. Đối riêng con BSR này thì vẫn chúng ta vẫn cho nó thêm cơ hội được. Vậy cơ hội sẽ như thế nào? Khoảng cỡ 4 phiên giao dịch là tiếp theo. Nếu như mà BSR nó không có giảm 4 phiên nữa ha. Nói chung không giảm cái mức dưới này nè. Dưới bóng đến này là giá khu vực 16 nha. Nếu BSR không giảm khu vực 16 trong vòng 4 phiên nữa, chúng ta có thể nghĩ tới cái chuyện là BSR có những cái sự gọi là tăng điểm lại, đại loại vậy ha. Hôm nay vậy đó. Ở chính xác thì coi như khoảng 6 phiên nữa bắt đầu nó có những cái cơ hội để tích cực đấy. Còn trong vòng khoảng cỡ 3 đến 4 phiên nữa. 3 phiên chứ. Xin lỗi nha, 3 phiên nữa thì 3 phiên tiếp theo là 3 phiên tiếp tục tích lũy, mà tốt nhất không nên gãy 16. Rồi. Còn phía tiếp theo là VND. Nguyên khu vực đó không phải để bán nữa ha. chở lụng thì bán luôn. Đối với trường hợp VND thì sao? Ngày hôm nay cũng là một phiên giảm, khối lượng không có và tiếp tục là coi như xuống dưới mây ở rồi. Hay chà. VND thì hơi thiên về đầu cơ chút xíu ha. Nhưng mà dạo này VND làm ăn cũng ok, phái sinh cũng ok. Nhưng mà phái sinh trên thị trường thế giới họ không thích phái sinh lắm. Phái sinh chỉ số là không thích ha. Phái sinh cổ phiếu thì được. Như vậy thì chúng ta đang thấy là nó đang có những cái sự hỗ trợ ở khu vực giá 19.4 ha. Như vậy thì đối với trường hợp của VND nếu như không gãy 19.4 thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ đối với VND. Vẫn có thể nắm giữ. Và thời gian nắm giữ thực ra nó cũng hơi dài, cả chục phiên, nói chung là cứ không gãy là không sao hết. Khả năng ấy là khu vực này nó cũng đang hỗ trợ tương đối tốt ha. 19.4 ha. Rồi ok. Còn đối với VND hiện tại mình đang thấy là chẳng hạn như khoảng cỡ 4 phiên giao dịch nữa đi, 3 đến 4 phiên giao dịch nữa thì VND nó có những cái nhịp hồi ha. Nhưng mà nhịp hồi của nó không kéo dài, cũng có 2 phiên cỡ đó, trong 2 phiên nó tăng được cái đầu tăng, cơ hội để chúng ta ra hàng thôi, cái kiểu giống vậy ha. Rồi, cổ phiếu tiếp theo là HAR. Đối với trường hợp HR thì sao? HR thì ngày hôm qua tăng, ngày hôm nay có cái tăng để tiếp tục tăng, đâu có vấn đề gì đâu. Nói chung là mấy em này thì đánh đấm thì không biết đường lắm đâu. Chúng ta cứ theo dõi thôi. Thường thì ở đây sẽ mất thêm khoảng 3 phiên giao dịch nữa thì may ra HR nó mới có những cái tích cực tiếp theo. Vậy tích lũy thêm 3 phiên nữa đi, coi 3 phiên đó nếu như mà nó không có những cái hiện trạng mà gãy dưới 5.3 ok. Nếu mà không gãy đến 5.3 thì chúng ta cũng có thể nghĩ tới chuyện là tiếp tục mua nắm giữ đối với cái em này. Còn hiện tại giờ cái khu vực mà nó cản nó hả, khu vực cản nó đang là 5.69 5.7, khu vực 5.65, chính xác là khu vực 5.65 đang là khu vực cản tương đối mạnh đối với HAR ha. Tốt nhất phải vượt qua chỗ đó thì ok. Trên chút xíu chứ, sorry nha, mình dời 5.7, chính xác là phải vượt được 5.7 thì mới ok nha. Nhưng mà cái khúc này mình không có kỳ vọng cho vấn đề nó vượt đâu nha. Nói chung là chị đọc cái khoảng thời gian chẳng hạn như 3 phiên nữa thì thật ra là nó cũng chưa đạt đủ điều kiện. Thì chính xác thì mình đang nhìn thấy đó cũng phải 5-6 phiên cỡ đó đó, 5-6 phiên nữa thì bắt đầu tích lũy xong rồi có khả năng mới đi lên lại được. Đó là HAR. Còn nó có 2 cây như vậy thì thấy ok đó. 2 cây này là nó mang tính chất là nó lấy hàng vô đó, nhưng mà khả năng là khi mấy bạn đua theo thì nó không cho ăn, những đợt đầu không cho ăn, khoảng cỡ vài phiên nữa có bắt đầu những cái đợt tăng tiếp theo thì nó cứ lừa tới lừa lôi, khi nào mà cảm thấy mà chống người á ok bắt đầu nó mới đánh lên. Nhưng mà hiện tại mình đang thấy có những cái dấu hiệu, mà có thể có nắm dài đối với HAR. Khúc này nắm được nè, khúc này lại nắm được. Rồi tiếp theo là Hoa Sen. Nắm được thì cũng không được bỏ quên cái ngưỡng hỗ trợ của mình nha. Thị trường thì coi như là ngày nào chúng ta tính ngày đó thôi. Đối với trường hợp Hoa Sen thì sao? Má ơi, quay lại 11.65. Hoa Sen thì ngày trước mình có đầu tư Hoa Sen chứ. Các bạn nên nhớ những cái bóng nến như vậy là coi như chúng ta nên là nghĩ tới những chuyện là chốt bớt ha, đặc biệt mà nó có khối lượng là nên chốt bớt ha. Còn không có khối lượng chúng ta còn giữ được, chứ có khối lượng là nên chốt bớt đại loại vậy ha. Đối với trường hợp Hoa Sen này ngày hôm nay là một phiên tăng, khối lượng không có thì cũng chưa có được kỳ vọng gì. Ở dưới đây chúng ta đang thấy có những cái sự hỗ trợ ở chỗ giá 11.14 và trên đây là đang kháng cự ở khu vực giá 12. Đối với trường hợp của Hang Seng thì đang cố gắng để quay lại khu vực giá 12.4 ha. Khu vực giá 12.4 này sẽ có được cái khoảng thời gian cỡ là 4 phiên giao dịch ha. Khoảng 4 phiên giao dịch tiếp theo thì Hang Seng có những cái sự cố gắng tăng giá về khu vực giá 12.4. Trong 4 phiên nó không về được cái điểm đó thì thôi. Không về được đó thì chúng ta tính khác. Đại loại vậy. Không về lại tới thì nó đã cố gắng hết sức rồi, mà có những cái mô hình đến mà nó cho thấy dấu hiệu là nó chốt thì chúng ta cũng chốt theo. Hôm nay vậy. Rồi cổ phiếu tiếp theo là Nam Kim. Nam Kim và cũng là cổ phiếu cuối cùng ha. Nam Kim thì sao đây? Nam Kim thì ngày hôm nay là một phiên giảm, khối lượng cũng tương đối thôi chứ cũng không nhiều. Hôm qua tăng thì hôm nay quay ra giảm ha. Cũng cần một khoảng thời gian nữa đó. Cần một khoảng thời gian thì chúng ta mới có thể nghĩ tới chuyện đi sâu xa hơn. Các tín hiệu hiện tại đang cho thấy là ở vùng đáy. Đang cho vùng đáy. Vậy chúng ta còn khoảng 3 phiên giao dịch nữa để cho cơ hội để Nam Kim nó quay về giá 114.25 ha. Khoảng 3 phiên giao dịch nữa để chúng ta có thấy cơ hội đó. Sau 3 phiên thì nó mang vô chế độ tích lũy lại. Cái con này thì cứ từ từ thôi chứ vẫn đang trong chế độ tích lũy. Nếu mà lướt lát hay này kia thì phải chịu tính toán ở giá nào mua vô giá nào bán ra này kia, lướt lát thì được ha. Ví dụ như chúng ta cứ lời trên 1% là chúng ta có lời, đại loại giống vậy ha. Chứ còn bây giờ mà ôm con này thì chỉ mang tính chất lướt vậy thôi, chứ hiện tại chưa thấy nó có những cái vấn đề mà nó tăng mạnh. Tăng mạnh chưa thấy. Tăng mạnh ở đây mình phải nhìn thấy được một cái khoảng thời gian nó dài hơn chút xíu. Dài hơn chút xíu thì nó mới có cơ hội, chứ hiện tại giờ chưa thấy cơ hội. Cứ để những phiên tiếp theo nó diễn biến như thế nào đó. Giờ cơ hội của nó còn 3 phiên nữa, coi nó phục hồi lại như thế nào để biết được coi cái động lực nó có hay không. Nếu mà nó có động lực mà tăng mạnh thì kia chúng ta tính cái khác ha. Vậy Nam Kim thì tiếp tục nắm giữ nha. Tiếp tục nắm giữ chờ thôi. Mà tính chất tự tính trong đầu cái vấn đề mà lướt lát này kia ha. Ok. Rồi hôm nay không có gì để nói nhiều. Thị trường nó hôm qua tăng nhiêu thì hôm nay giảm bấy nhiêu, khối lượng thì cũng xen kẽ như vậy. Thì mình vẫn làm tổng quan cho tất cả các bạn. Thì cái khả năng mà mình bỏ tiền đầu tư vô lại thì một là nó phải về những vùng giá thật thấp, có những phiên giảm sàn, hoặc là mình phải chờ tới cái khoảng thời gian gần cuối tháng 11. Ví dụ khoảng cả 1 tháng nữa đi, hôm nay 18 nè, thì cho 18 tháng 11 là tháng sau thì mình mới có những cái đầu tư nó cụ thể, nó toàn bộ vốn vô. Nhưng mà tất nhiên thì trong quá trình mà mình cái tài khoản mà đánh T3 của mình là nó vẫn xuyên suốt nha, và nó không bỏ ngày nào hết, không bỏ tuần nào hết, mình vẫn đánh bình thường, mình vẫn đánh, vẫn phải try, vẫn phải lướt. Thứ nhất để lấy cảm giác, cái thứ hai để rút kinh nghiệm. Cho dù lỗ cũng phải rút kinh nghiệm, cái tài khoản đó lỗ không sao hết, lỗ không sao, đó là cái phần lời của mình bỏ vô trong đó đâu, không gì hết. Thì mình sẽ try để lấy kinh nghiệm cũng như là lấy được cảm giác của tất cả các thị trường diễn ra từ trước đến nay. Ngày nào mình còn tồn tại trên thị trường mình vẫn phải try để lấy cảm giác cũng như là để có rút được kinh nghiệm để tư vấn khách hàng thì kia mọi thứ nó sẽ chính xác hơn. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc cho tất cả các anh chị em cũng như là quý khách hàng một buổi chiều vui vẻ ha. thật nhiều niềm vui cùng gia đình ha. Xin chào và hẹn gặp lại.